Xin chào cả nhà, bữa nay là sinh nhật Nhã Quỳnh. Nhã Quỳnh có mời mấy người đứa bạn học chung đến ăn sinh nhật với Nhã Quỳnh nè. Đó, mấy đứa giơ tay say hi đi. Say hi chào ông bà cô chú đi. Nè, tụi chú quay hết nè. Rồi, say hi chào ông bà cô chú nè. Rồi. Rồi, bà nội đang đốt cái đèn cây giùm Nhã Quỳnh nè nha. Tới Nhã Quỳnh phát biểu nè Quỳnh. Cái gì nhìn đây trên cao chỉ các bạn. Chào bà cô chú, nay là ngày 9 tháng 5, nay là sinh nhật của con. Con mời bà cô chú ăn bánh kem với con thôi. Mời bà cô chú ăn bánh kem với con. Mời mẹ mày anh nữa. Mời mẹ mày anh. Toàn để nhắc không mà Quỳnh. Toàn sao ba không nhắc nữa nha. Yeah. Rồi đây là cả nhà. Tại nhà có bạn bè nè. Rồi Quỳnh cầu nguyện đi rồi mấy bạn hát một bài Happy Birthday chúc mừng nhà Quỳnh nha. Rồi vỗ tay mấy bạn ơi. Rồi. Rồi mấy bạn hát chúc mừng sinh nhật Nhã Quỳnh đi. Hát một bài nữa đi. Rồi bây giờ hai nhờ bà nội nè, cắt bánh cho mấy em ăn trước miếng đi rồi bắt đầu tới ăn mì cay, ăn bạc sao nha. Được không? Cả nhà, hôm nay sinh nhật của Nhã Quỳnh thì bà nội cũng mời các cháu của bạn Nhã Quỳnh đến đây để ăn mì cay để chung vui với Nhã Quỳnh. Cảm ơn cả nhà. Cả nhà ủng hộ cho Nhã Quỳnh nha. Nói chung là sáng giờ mình đi công việc về cũng hơi đột xuất cả nhà. Thì Quỳnh á, hôm nay sinh nhật Quỳnh cho nên bạn bè của Quỳnh á tới nhà chơi á, mình cũng bất ngờ luôn. Mấy bạn này biết ngày sinh nhật của Quỳnh cho nên tới nhà chơi cũng bất ngờ. Mình mới vừa về tới nhà thôi, là mấy bạn lỡ tới rồi mà ở nhà mình không có tổ chức gì á, chưa tổ chức. Thì thôi sẵn xe thì chở mấy đứa cháu ra ngoài quán ngoài cây ngoài ấp 2 cả nhà. Cho mấy đứa nó ăn với bạn bè nó chơi vui chút xíu cho cả nhà. Chứ mình tính là tổ chức sinh nhật cho Nhã Quỳnh ở nhà, nhưng mà sắp xếp công việc nó ổn một hai bữa nữa mới làm. Nhưng mà mấy bạn này nhiệt tình quá cho nên là nhớ ngày sinh nhật của Quỳnh đến nhà Nhã Quỳnh. Mình về mình thấy đông quá mình cũng hết hồn luôn, cho nên là thôi sẵn thôi chở mấy đứa ra cho mấy đứa ăn mì cay cho mấy đứa chơi luôn. À nè mấy đứa hôm nay có vui không? Đây là những đứa bạn thân của Nhã Quỳnh nha cả nhà. Mấy đứa bạn thân của Nhã Quỳnh nè. Đúng ra là cũng kêu em Na đồ cả nhà, nhưng mà này đột xuất quá, bây giờ mấy đứa bạn nó tới rồi thay đồ hết rồi, cái giờ mình liên hệ không được, cho nên là mình không có kêu. Để nay mai mình tổ chức lại á, cái mà cái nào mình rủ mấy đứa em ở trong nhà ra chơi nha cả nhà. Hôm nay đãi mấy bạn của Nhã Quỳnh thôi, còn bữa sau phải đãi người lớn. À, giờ là bà nội cắt bánh kem chia cho mấy đứa nè. Nè chú ơi, chú dặn nè, ăn ít thôi nha, lấy bụng là mình ăn mì cay với ăn đồ ăn nữa nha. Phải để dành bụng mình ăn như thiệt nhiều nha. Ăn thiệt nhiều nha. Rồi bà nội phát cho mấy em bé này cũng gần xong rồi nè. Bé chú mời mẹ mời anh em với con. Sáng mai mẹ cũng vậy, là mẹ happy birthday Nhã Quỳnh ha. Ngon không mấy đứa này, có ngon không? Đủ chưa? Em nào chưa có giơ tay lên nha, để mà thiếu sót đó nha. Ngon không? Bánh kem ngon hả? Rồi để bà cắt kìa. Cắt cho bạn một miếng nữa. Rồi nè, bây giờ chú dặn là nha. Chút xíu nữa là ăn mì cay đó, cho nên là mì nó rất là nóng nha. Cho nên là mấy đứa ăn từ từ nha. Ăn từ từ không có giỡn, để giỡn nó đổ vô người là phỏng người phải không? Rồi đó,
ăn mì cay xong rồi đồ ăn cái đồ ăn vặt, ăn cái gì chiên, ăn phô mai rồi nhiều lắm. Rồi bây giờ chú bưng nước lên nè, rồi mở đứa đi, đứa nào của đứa nào nó nhận nha. Từ từ nha, từ từ nha. Bữa đứa nào nó nhận nha, không có nhận lộn nha. Rồi từ từ. Rồi nè, từ từ nè. Con từ từ chờ đem đủ hết uống chung với bạn cho vui, hiểu không? Đó, cứ từ từ thôi. Rồi, đồ ăn giặt bắt đầu lên rồi cả nhà. Ăn từ từ thôi nha. Này đông quá làm không kịp luôn. Mấy đứa này nó làm mình rối luôn cả nhà. Nó quản lý mấy đứa nó này cũng mệt luôn á. Rồi ăn đi, ăn đi rồi. Nó làm ăn gì đó ăn. Chấm đàng hoàng nha. Hứng cái tay rồi, thấy bạn không? Không may hôm nay mà có mẹ, không có mẹ dắt mình dắt xong luôn rồi. Chở ra uống nước xong chở về với hết Phương rồi. Ăn tự nhiên, ăn từ từ thôi, không ai giành đâu. Rồi mấy đứa ăn ngoan nha, ăn xong bắt đầu tới ăn mì nha. Mì sắp đủ rồi đó. Không ăn nữa đâu. Ờ, không ăn để cho bạn ăn. Ăn xong rồi mai về nhớ học giỏi nghe không? Đây đứa nào học giỏi nhất đâu, giơ tay ơi. Một đứa giỏi, con giỏi nhất luôn. Ồ. Con ba hả? Rồi đứa nào? Rồi đứa nào giỏi nhất đâu? Giỏi nhất hả? Ráng học đó nha con, nghe không? Ráng học cho bằng bạn nha. Coi như là hồi nãy thì mấy cháu này uống nước theo ý thích của mấy cháu, mà thấy thì chắc cũng không đủ, cho nên bây giờ mỗi cháu là một con Luca tiếp tục nữa, chắc không đủ rồi. Ăn bị cay là uống nước nhiều. Bây giờ thì nước mình mua mang theo ý mình, còn hồi nãy ý mấy cháu cái gì thì mấy cháu là kêu con ơi cho cô ra tẩy đi, đừng để cho đây. Đấy, con không có nước chia vô đây được, vô ly nước không được. Rồi Quỳnh ăn đi, Quỳnh rồi ăn đi, ăn đi, từ từ mình nói đang lấy nè. Rồi lớp đợi à, cái lớp còn đừng lớp. Rồi mấy đứa ăn thử ăn ngon không? Ăn thử mì cay ngon. Rồi Quỳnh ăn đi nè. Nó bắt đầu ăn thì im lặng rồi ha, có ý rồi đó. Nãy hơi ồn giờ ăn rồi im lặng lại rồi đó, ok rồi đó. Rồi bạn nó gán chờ chút nha bạn. Em không ăn được mì cay bố. Tập ăn mì nha, tập ăn mì cay nha bố, để ăn cho vui. Ăn cái quả bạn.
Tôi bạn này hấp dẫn nè, cho chú quay cái này. Đó. Tôi cũng muốn đúng không? Rồi, cay quá phải không? Mới cấp độ 2 mà le lưỡi hết rồi, đòi ăn cấp độ mấy nữa? Trời ơi, cấp độ 3 hả? Trời, chứ sao ăn cấp độ 3 nha? Hả? À. Còn Quỳnh nè, cấp độ mấy cho báo cáo hả Quỳnh? Hả, cấp độ mấy? Cấp độ không có. Không có hả? Cấp độ quá cay. Nó bây giờ ăn vừa hết hà không à? Cay quá. Đầu thì à, ăn phải ăn hết mới được nha. Bữa nay đột sức quá cho nên là không có em Na, không cho em Na không có đi được Tường Hiệp. Này đi một mình ít người là không dàn xếp nổi nha. Thôi vậy nó cũng vui rồi. Lại mấy đứa cháu nó nhỏ mà. Mấy bạn này thương quý đó nhờ, đắp tôm cho quý hết trơn luôn đó. Ăn hết là giỏi luôn á. Ăn đi nha. Rồi mấy đứa nào, rồi máy bay đi, máy bay đi. Chúc mừng sinh nhật nhé Quỳnh lần nữa đi. Chúc mừng sinh nhật rồi Quỳnh, cảm ơn bạn đi. Rồi, cảm ơn bà cô chú luôn nè. Con cảm ơn bà cô chú, cảm ơn bà nội với ba mua bánh kem rồi bao mì cay rồi đồ ăn vặt. Ok, rồi bye bye nè, chào nè. Chào bà cô chú. Ok, rồi. Bà cô chú với ông hộ cho tao coi với mẹ con nha, bà cô chú. Ok.